đưa mẹ chồng đi du lịch cùng. Chỉ có 4 ngày mà bà làm anh trưởng phòng kém 6 tuổi của công ty tôi đổ gục lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tôi bị đả kích rất mạnh mẽ. Trong khi tôi ăn mặc quần âu áo sơ mi đóng thùng để mặt mộc thì mẹ mặc chiếc váy ngắn, áo bó sát nách, mặt tô son đánh phấn nhìn rất trẻ trung. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai chị em chứ không phải mẹ con nữa. Sau ngày gặp mẹ anh ấy, tôi tự chấn chỉnh bản thân, thay đổi cách ăn mặc và chăm chút sắc đẹp hơn. Nhưng dù có bỏ nhiều tiền đầu tư cho nhan sắc thì tôi cũng chẳng thể tự tìm cho mình được những bộ đồ vừa mắt với mọi người. Thế là mỗi lần đi mua sắm, tôi thường kéo theo mẹ chồng cùng đi để bà lựa đồ giúp. Mẹ chồng có gương mặt đẹp dáng chuẩn, cộng với biết cách ăn mặc nữa nên nhìn bà lúc nào cũng tươi xinh như gái chưa chồng. Nghe chồng tôi kể lúc mẹ đang mang bầu thì bố đã qua đời vì tai nạn giao thông. Những năm qua có nhiều người hỏi cưới nhưng bà chưa thấy ai vượt mặt được người chồng quá cố nên vẫn ở vậy đến bây giờ. Về làm dâu của mẹ đến giờ là 3 năm, mối quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Bà có cái nhìn rất thân thiện, luôn nghĩ cho người khác và thích giúp người. Tháng nào bà cũng đi làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó. Mẹ chồng có tấm lòng bao dung độ lượng, tôi rất ngưỡng mộ và luôn nhìn bà để học tập. Tuần trước, công ty tôi có một chuyến đi du lịch, mỗi nhân viên được kèm người nhà đi cùng. Lúc đầu chồng tôi dự định đi cùng nhưng rồi anh có công việc gấp không thể nghỉ được. Thế là mẹ chồng bảo bà sẽ đi thế vào chỗ trống. Nghe mẹ nói tôi mới thấy bản thân thật vô tâm, mấy năm qua bà vất vả chăm sóc cháu nội, vậy mà chúng tôi chưa báo đáp được gì. Mẹ thích đi du lịch thế mà tôi không biết để mời bà đi cùng, phải để bà gợi ý. Mọi người trong công ty nhìn thấy mẹ chồng tôi, ai cũng kinh ngạc vì độ trẻ trung và ăn mặc sành điệu của bà. Lúc đầu mọi người nghĩ mẹ khó gần nhưng khi đã nói chuyện cùng nhau rồi thì có chung nhận xét bà vui vẻ hòa đồng và hiểu biết rộng. Trong 4 ngày đi chơi, anh trưởng phòng khó tính nhất công ty thường xuyên tiếp cận với mẹ chồng tôi. Anh ấy tên Quyết, ly hôn vợ mấy năm trước, kém mẹ chồng tôi 6 tuổi, hiện giờ đang tìm bạn đời mới. Mọi người trong công ty cũng giới thiệu cho nhiều mối nhưng anh ấy chê dữ lắm. Lần này gặp mẹ chồng tôi thì anh bám giết lấy không muốn rời đi. Nhìn anh Quyết quan tâm chăm sóc tận tình bà, mọi người trong công ty rất phấn khích. Nhiều người trêu chọc ghép đôi và luôn tạo điều kiện cho hai người ở gần nhau. Chuyến du lịch lần này vui hẳn lên vì có sự góp mặt của mẹ chồng tôi. Sau chuyến đi dư âm vẫn còn, Mọi người hối thúc anh quyết tỏ tình với mẹ chồng tôi. Sợ anh ấy không tán đổ nên đồng nghiệp qua hỏi những sở thích của bà để mua quà tặng. Mấy ngày qua không khí công ty rất sôi nổi với chủ đề trưởng phòng thích mẹ chồng tôi. Tối qua, mẹ chồng họp gia đình nói anh quyết muốn theo đuổi bà và hỏi ý kiến của chúng tôi. Trong khi vợ chồng tôi ủng hộ mẹ đi bước nữa thì bà lại rất hờ hững với anh Quyết. Bà bảo vợ chồng anh Quyết bỏ nhau là vì anh ấy làm ra tiền nhưng rất keo kiệt với vợ người vợ sinh ra những đứa con cho anh ấy mà bị đối xử bạc bẽo thế vậy bà về làm vợ thì chắc được vài ngày là không chịu nổi thì ra qua qua vài người đồng nghiệp trong công ty mẹ chồng tôi đã nắm được lý lịch của anh quyết anh ấy nhờ tôi làm mai giúp nhưng quá khứ của anh tệ quá làm sao tôi giúp được